Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Mr. Đàm đưa con gặp gỡ dàn sao Việt, polo bẻn lẻn khi Mỹ Tâm cân nựng. Cuộc hội ngộ của Đàm Vĩnh Hưng với Mỹ Tâm Hồng Ngọc, và chồng Harry Won Trấn Thành và Isaac thu hút nhiều sự chú ý. Trong đó, bé Polo Hình, con trai Đàm Vĩnh Hưng chiếm spotlight nhờ vẻ ngoài quá đội đáng yêu. Mới đây trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tải loạt ảnh hội ngộ cùng nhiều sao Việt đình đám. Trong ảnh, ngoài hai cô bạn thân Mỹ Tâm và Hồng Ngọc, dân tình không khỏi bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của vợ chồng Harry Won Trấn Thành và ca sĩ Isaac. Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ về buổi tụ họp với Trấn Thành, Harry Wan, Isaac, Mỹ Tâm và Hồng Ngọc. Đi kèm loạt ảnh, Đàm Vĩnh Hưng chú thích dí dỏm. 800 năm mới gặp nhau, bài đăng của ông Hoàng Nhạc Việt nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý từ phía khán giả. Ai cũng tò mò lý do những gương mặt này bất ngờ tụ họp, phải chăng nhân một sự kiện đặc biệt nào hoặc chỉ đơn giản là bạn bè lâu lâu rảnh rỗi muốn gặp mặt nhau. Buổi họp mặt còn có sự xuất hiện của con trai Đàm Vĩnh Hưng. Có lẽ không cần phải nói thêm về tình bạn giữa Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm. Từ lâu hai nghệ sĩ này đã xem nhau như tri kỷ, thậm chí ở thời điểm cách đây hơn 10 năm, giọng ca nửa vần trăng từng lên tiếng tiết lộ muốn cưới Mỹ Tâm nhưng không thành. Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm duy trì mối quan hệ thân thiết suốt nhiều năm nay. Từng có thời gian, họa mi tóc nâu được nhắc đến là người trong mộng của nam ca sĩ. Cả hai luôn dành những lời tốt đẹp khi nói về nhau. Đàm Vĩnh Hưng và Hồng Ngọc cũng có mối quan hệ khăng khít được nhiều người ngưỡng mộ. Họ có nhiều cơ hội gặp gỡ trong các chuyến lưu diễn và thường xuyên tâm sự về những thăng trầm trong cuộc sống. Hồng Ngọc hội ngộ Đàm Vĩnh Hưng trong sự kiện của Bảo Anh. Sự xuất hiện của vợ chồng Trấn Thành đặc biệt gây chú ý. Có thể nói đã rất lâu rồi mới lại thấy nam MC đình đám tụ tập cùng Đàm Vĩnh Hưng. Thực ra họ có mối quan hệ thân thiết từ lâu. Ông Hoàng Nhạc Việt từng nhận xét về Trấn Thành. Với anh, em là một nhân tài đích thực, lâu lắm rồi mới xuất hiện một người có quá nhiều tố chất để thành công. Kiến thức rộng rãi, khả năng đa dạng, tư duy cực kỳ tốt, ngoại hình tốt, ngoại ngữ thuộc hàng top, thông minh sắc sảo, vốn chữ nghĩa tuyệt vời, duyên dáng quanh năm. Đàm Vĩnh Hưng và Trấn Thành vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp qua nhiều năm. Trong loạt ảnh được Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, thu hút sự chú ý không kém chính là con trai nam ca sĩ bé Paula Huỳnh. Cậu nhóc sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, diện trang phục gam hồng tông xịt tông với bố. Bé Paula Huỳnh trông vui vẻ và có chút bẽn lẻn khi được ca sĩ Mỹ Tâm cưng nựng. Bé Paula Huỳnh chiếm spotlight trong bức ảnh nhờ vẻ ngoài đáng yêu. Nhóc tì có vẻ bẽn lẻn khi được cô Mỹ Tâm chọc. Đàm Vĩnh Hưng lần đầu cho con trai lên sóng hồi tháng 10-2022. Sau 3 năm giấu kín, theo nam ca sĩ, cậu bé có nhiều nét tính cách khá giống bố như hài hước, phán đoán nhanh, nóng tính. Bé Polo Huỳnh rất quấn bố nên thường được bố đưa đi cùng trong các chuyến lưu diễn. Bé Polo Huỳnh là con trai ruột của Đàm Vĩnh Hưng, cậu nhóc sở hữu vẻ ngoài bụ bẩm, đáng yêu với đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn. Những khoảnh khắc của hai bố con Đàm Vĩnh Hưng luôn nhận được nhiều sự yêu thích từ phía người hâm mộ. Bài đăng của Đàm Vĩnh Hưng hiện vẫn thu hút nhiều sự chú ý. Sự quy tụ của nhiều gương mặt đình đám vi biết đã khiến màn hội ngộ này càng trở nên đặc biệt. Thông qua đó, ai cũng ngưỡng mộ cách họ duy trì mối quan hệ thân thiết qua nhiều năm dù chẳng ồn ào. Bên cạnh việc vẻ ngoài đáng yêu, bé Polo Huỳnh nhà Đàm Vĩnh Hưng mới 3 tuổi nhưng đã tỏ ra rất dạng dĩ, có thể tự tin phát biểu trước lớp học. Qua đó, nhiều người khen ngợi Đàm Vĩnh Hưng đã có cách dạy con rất khéo léo. Nên muốn con cái lớn lên, thông minh và hạnh phúc, các bậc phụ huynh không được lơ là trong việc dạy con, đặc biệt cần chú ý thái độ, lời nói của mình, vì điều này có ảnh hưởng lớn đến quá trình trưởng thành của con trẻ. Khi dạy con, bố mẹ nên tránh việc ra lệnh hoặc đe dọa bé quá nhiều vì có thể gây phản ứng ngược. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.